thấy là có chị hỏi ai gì tàu vừa bán được thì chắc cứ nhiều, nhưng mà cái nào mà hay á thì thôi, mỗi lần đi đâu xa cầm cuốn sách lên là mình đã đi tới trong đó. Thì ngày nào em cũng thấy bà Chính đọc sách, thì bà Chính rất là thích đọc sách. Có những lúc mà rảnh là bà Chính cứ đọc thôi. Có khi sáng là em đã thấy bà Chính ngồi đọc sách rồi, đọc có khi tới khuya.